Dạ vâng, kính thưa các quý vị khán thính giả, thưa các quý đồng nghiệp, sau đây tôi xin đi vào cái bài đầu tiên là những tiến bộ của phẫu thuật trong điều trị ung thư đường tiêu hóa. Chúng ta cũng biết được là ung thư đang hiện tại đang một cái gánh nặng trên toàn cầu, không riêng gì ở tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2020 của Globocan thì hiện tại cái tỷ lệ mắc ung thư đang có xu hướng ngày càng tăng, trong đó đặc biệt là những ung thư đối với cả hai giới như là ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta thấy ở đây đó là ung thư của đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là ung thư đại trực tràng hiện tại đang là ung thư xếp thứ 3 về tỷ lệ mắc ở cả hai giới cũng như về tỷ lệ tử vong ở cả hai giới. Như vậy là gánh nặng bệnh tật của ung thư đường tiêu hóa, trong đó đặc biệt là ung thư đại trực tràng, chúng ta thấy được đang phủ bóng lên toàn bộ cơ cấu nền dân số của toàn thế giới, không riêng gì ở Việt Nam. Vâng, vậy thì ở tại Việt Nam thì sao với con số tổng số lượng theo số liệu thống kê năm 2022 thì hiện tại dân số Việt Nam rơi vào khoảng tầm gần 100 triệu người, với tỷ lệ mắc ung thư mới hàng năm là rơi vào khoảng tầm độ gần 19.000 trường hợp mắc mới. Trong đó tỷ lệ mắc ung thư cao nhất vẫn là ung thư gan với ung thư phổi, sau đó là ung thư vú và hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 5 về tỷ lệ mắc. Số ca mắc cũng như số ca tử vong và gánh nặng do bệnh ung thư gây nên vẫn đang có xu hướng tăng lên ở các nước đang phát triển, và trong đó có bệnh viện ở trong đó có Việt Nam chúng ta. Về một số nguyên nhân có thể lý giải được cho vấn đề này, đó là thứ nhất, Việt Nam chúng ta cũng giống như một số các cái nước trước đó có cái tỷ lệ lão hóa dân số đang ngày càng có xu hướng nhiều hơn, và bởi vậy các cái bệnh lý xuất hiện trên cái nền tảng người dân tuổi cao như vậy cũng sẽ có xu hướng tăng lên, và đặc biệt là bệnh lý ung thư. Thứ hai là cái thói quen hút thuốc, thói quen lười vận động, thói quen lạm dụng rượu, đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta có tỷ lệ lạm dụng rượu là rất cao. Thói quen là các người bệnh có cái tình trạng béo phì, dư cân đang ngày càng có xu hướng tăng lên, và như vậy làm gia tăng cái nguy cơ, những rủi ro mắc bệnh lý ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa, trong đó chú trọng đến ung thư đại trực tràng. Tiếp nữa là một số cái lý do như tiếp xúc thường xuyên với cái tác nhân sinh ung thư như là tác nhân vật lý, hóa học, sinh học, các chất bức xạ vân vân, các tác nhân về vi khuẩn như HP, về virus HPV, ví dụ như vậy, viêm gan B, viêm gan C là những tác nhân dẫn đến cái tình trạng tỷ lệ mắc ung thư đang có xu hướng cao, ngày càng cao. Tuy nhiên, nói là như vậy, tỷ lệ mắc cao nhưng có những tiến bộ trong chẩn đoán và đặc biệt là trong điều trị và dự phòng ung thư đang giúp làm giảm cái tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư ngày càng cải thiện và mang lại thật nhiều hy vọng mới cho người bệnh mắc ung thư. Đây là số liệu mắc tỷ lệ tử vong do ung thư tại Hoa Kỳ đang ngày càng có xu hướng giảm dần từ những năm 2000 cho đến khoảng năm 2020. Thì chúng ta thấy rõ được một điều là tỷ lệ tử vong do ung thư đang giảm rất nhanh, với các con số ban đầu từ năm 2000 là khoảng 250 trên 100.000 dân, cho đến hiện nay chỉ đạt được khoảng tầm 120 trên 100.000 dân. Về những tiến bộ trong điều trị ung thư và đặc biệt là ung thư tiêu hóa, tôi xin tổng quan lại là trước đây về mặt phẫu thuật thì chủ yếu là chỉ để cắt bỏ khối u và cắt bỏ mô lành và bảo tồn các cái cơ quan ở xung quanh. Nhưng thời gian nằm viện thì thường là kéo dài và kèm theo những biến chứng rất là nghiêm trọng và phổ biến, đặc biệt là biến chứng như là giò bục, các cái miệng nối. Hiện nay thì trên thế giới có rất nhiều các phương pháp để phẫu thuật, đặc biệt là các cái phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật bảo tồn chức năng. Đó là các cái phương pháp như là chúng ta thấy được trước đây, ví dụ như phẫu thuật trực tràng, chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái phẫu thuật là cắt toàn bộ trực tràng và bệnh nhân phải đeo hộp mắt dạ vĩnh viễn, thì hiện nay cái xu hướng là bảo tồn cơ thắt đang ngày càng được áp dụng nhiều hơn, đặc biệt với sự xuất hiện của hóa chất và xạ trị tiền phẫu. Thứ hai là cái phẫu thuật ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi robot đang ngày càng có xu hướng là đang tiếp cận một tỷ lệ áp dụng nhiều hơn trên thế giới và kể cả ở những nước phát triển như Việt Nam chúng ta. Các cái phương pháp mới mẻ tiếp theo đó là phương pháp về tạo hình và phục hồi chức năng sau khi cắt bỏ cái đoạn ung thư. Tiếp nữa là cái phẫu thuật đặc biệt và nhấn mạnh là phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, trong đó nói đến vai trò ngày càng cao của phẫu thuật nội soi robot giúp làm tăng tỷ lệ bảo tồn chức năng, làm giảm những cái biến chứng và làm rút ngắn thời gian điều trị của người bệnh. Ở tại Việt Nam thì có những phương pháp
nào đang được áp dụng, đó là những phương pháp như là phương pháp bảo tồn vú, phương pháp bảo tồn dây thần kinh sinh dục trong điều trị bệnh lý tiền liệt tuyến, phương pháp tạo hình vú bằng vạt da cơ, tạo hình thực quản bằng ống dạ dày, tạo hình thanh quản bằng ruột non, và các phương pháp phẫu thuật nội soi truyền thống, phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu và phẫu thuật nội soi robot hiện nay cũng đã được áp dụng ở tại Việt Nam, và đặc biệt ở bệnh viện ca chúng tôi đang áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi robot tương đối là phổ biến. Về các phương pháp điều trị nội khoa khác, đặc biệt như điều trị đích, thì trước đây thì chúng ta không có nhiều các cái dữ liệu, không có nhiều các thông tin về điều trị đích, nhưng hiện nay thì đang phát triển nhanh chóng với nhiều các cái đích khác nhau tác dụng trên từng bệnh nhân và trên mỗi một khối u cụ thể riêng biệt. Và với cái hiệu quả mang lại đó là nó có cái tác dụng cao trong việc điều trị người bệnh và ít tác dụng phụ. Các thuốc điều trị đích đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, chúng ta có thể biết được như là bevacizumab, như là imatinib, regorafenib, olaparib. Những cái thuốc này đang áp dụng đang ngày càng phổ biến hơn ở trên các cái cơ sở điều trị bệnh lý ung thư ở Việt Nam. Về hóa chất cũng như về xạ trị thì tôi xin phép là sau đây sẽ có bài trình bày của Phó Giáo sư Trần Thắng sẽ giúp cho chúng ta mang lại cái nhìn tương đối là khách quan, cụ thể và chú trọng vào cái mảng điều trị hóa chất cũng như một phần nào đó là mảng điều trị xạ trị. Tôi sẽ tập trung vào cái mảng điều trị phẫu thuật của tôi. Vâng, một cái ví dụ của cái điều trị, những tiến bộ trong điều trị ung thư đại trực tràng, tôi xin lấy ví dụ và chú trọng trong cái bài của tôi hôm nay là bài về ung thư đại trực tràng. Chúng ta thấy từ năm 1980 trở về trước thì hóa xạ trị tiền phẫu đã trở thành điều trị chuẩn giúp cải thiện cho sống thêm của người bệnh ung thư trực tràng. Thì đến năm 1990 thì đã có nhiều các xét nghiệm được sử dụng để sàng lọc ung thư đại trực tràng. Năm 1991 thì chất 5FU đã được sử dụng sau phẫu thuật để cải thiện gì? Để cải thiện thời gian sống thêm ở bệnh nhân ung thư đại tràng. Đến năm 1996, irinotecan đã được chấp thuận trong điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển. Từ năm 2002 thì phác đồ FOLFOX đã được chấp thuận sử dụng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở giai đoạn tiến triển. Năm 2004 thì bevacizumab kết hợp với hóa chất đã được sử dụng trong điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển. Và từ năm 2006 đến nay thì kết hợp với cetuximab và panitumumab được sử dụng để điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn di căn xa. Năm 2005, chất capecitabine hay chúng ta hay sử dụng đó là thuốc Seloda, là một hóa chất đường uống thay thế cho cái thuốc 5FU. Đến năm 2008 thì có những bệnh nhân thì có cái MSI tỷ lệ cao có hiệu quả kém với 5FU thì nhưng lại đáp ứng tốt hơn với các cái phương pháp khác. Đến năm 2012, thuốc regorafenib và anfibersep là hai thuốc mới, các thuốc đích mới đã được chấp thuận trong sử dụng để điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển di căn xa. Đến năm 2018, chúng ta thấy được là hóa trị thời gian ngắn ở bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3 lúc làm giảm tác dụng phụ do hóa chất mang lại. Vâng, về phẫu thuật thì sao? Chúng ta thấy được là với sự phát triển của phẫu thuật, của hóa chất và của xạ trị giúp làm tăng thời gian sống thêm, thời gian sống sau 5 năm của người bệnh ung thư đại trực tràng có tỷ lệ tăng rõ rệt. Đặc biệt là con số tôi lấy được ở Trung tâm nghiên cứu ung thư đại trực tràng của Mỹ. Chúng ta thấy được là giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1954 thì tỷ lệ sống sau 5 năm đối với ung thư đại trực tràng ở tất cả các giai đoạn của Mỹ chỉ là 37%. So đến năm 1975 đến 1977 thì tỷ lệ này nó tăng lên là 51%. Năm 1996 đến năm 2006 thì tỷ lệ này đạt con số là 65%, và theo số liệu thống kê mới nhất đến năm 2020 thì con số này lên đến con số là trên 75%. Chúng ta thấy được là cái tỷ lệ thời gian sống sau 5 năm của người bệnh mắc ung thư đại trực tràng kể cả ở giai đoạn tiến triển di căn xa đang ngày càng có xu hướng cải thiện rất rõ rệt. Kéo theo đó là tỷ lệ tử vong do bệnh cũng đang giảm đi một tỷ lệ rất là thần kỳ. Từ những năm 1975 thì con số này vẫn đạt đến là con số có thể lên đến 45 thậm chí 50%. Cho đến nay thì tỷ lệ này chỉ còn ở cái dưới ngưỡng là 20-22%. Phẫu thuật ung thư đại trực tràng có những cái tiến bộ gì? Trước đây chúng ta biết được là phẫu thuật ung thư đại trực tràng nói chung
nói riêng và ung thư đường tiêu hóa nói chung vẫn phải áp dụng phương pháp chủ yếu, đó là phẫu thuật mổ mở truyền thống. Và qua đó chúng ta có thể sẽ phải cắt rất nhiều các cái tạng kèm theo mà mang tính chất tàn phá. Thì hiện nay ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, trong đó đặc biệt là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi robot thực hiện miệng nối ở bên trong cơ thể thay vì thực hiện miệng nối ở ngoài cơ thể đã được áp dụng với được coi như là thường quy trong điều trị ung thư đại trực tràng. Trước đây khi chúng ta phẫu thuật nội soi, phẫu thuật nội những thời kỳ đầu chúng ta phẫu thuật nội soi đại trực tràng thì chúng ta thường sẽ phải đưa hai cái đầu của cái đoạn đại tràng hoặc là đoạn đại tràng trực tràng ra, chúng ta thực hiện miệng nối ở bên ngoài, và điều đó làm gia tăng cái tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ, gia tăng cái tỷ lệ có thể là do bục miệng nối. Thế tuy nhiên với sự phát triển của khoa học công nghệ, của kỹ thuật thì hiện nay chúng ta sử dụng kỹ thuật thực hiện miệng nối trong cơ thể đang tương đối là thường quy. Tiếp theo là trước đây thì các cái khái niệm về cắt toàn bộ màng treo đại tràng hay cắt toàn bộ màng treo trực tràng thì còn tương đối mới mẻ và chưa áp dụng một cách đồng nhất ở tất cả các quốc gia cũng như ở tất cả các cái trung tâm trên toàn thế giới. Thì cho đến nay cái phương pháp cắt toàn bộ màng treo trực đại tràng hay cắt hay gọi là CMI hoặc cắt toàn bộ màng treo trực tràng TMI đã được sử dụng rộng rãi và thống nhất trên toàn thế giới. Các phương pháp can thiệp khác, kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu ít hơn nữa, ví dụ như TA TMI hay gọi là transanal TMI, cắt TMI qua đường hậu môn đang có xu hướng được phổ biến rộng rãi ở các cái trung tâm có cái kỹ thuật sử dụng cắt phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nhiều hơn. Tiếp nữa là cái phương pháp là cắt đại tràng vết hạch kèm theo với cắt tổn thương đồng thì. Trước đây thì chúng ta gần như là khó thực hiện được cái phương pháp này bởi vì người ta nghĩ rằng cái việc mà cắt nhiều tạng cùng một lúc làm gia tăng cái nguy cơ, cái tỷ lệ biến chứng, tai biến trong mổ cũng như là sau mổ. Thì hiện nay chúng ta đã có thể tự tin thực hiện kỹ thuật cắt đại tràng, cắt trực tràng, nạo vết hạch rộng và cắt cả cái tổn thương thứ phát trong cùng một thì qua phẫu thuật nội soi. Tôi ví dụ như phẫu thuật cắt trực tràng kèm theo với phẫu thuật cắt gan nội soi đang hoàn toàn có thể thực hiện được ở tại các cái trung tâm lớn, những cái trung tâm mạnh về phẫu thuật nội soi. Và người ta hoàn toàn có thể thực hiện các cái kỹ thuật đó trong cùng một cái thì mổ, không cần phải tách ra làm hai như là trước đây nữa. Và hiệu quả mang lại là rất là tốt, rất là đáng kể. Một cái khái niệm nữa, một cái khó khăn mà trước đây chúng ta gặp phải đặc biệt đó là đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển và di căn, đó là gì? Đó là ung thư đại trực tràng có di căn phúc mạc. Câu hỏi đặt ra đối với nhà lâm sàng, đối với phẫu thuật viên tại thời điểm khi chúng ta mổ ra thấy bệnh lý ung thư đại tràng, ung thư trực tràng di căn phúc mạc, câu hỏi ở đây đó là liệu rằng chúng ta có phẫu thuật tiếp tục cắt đoạn đại trực tràng nữa hay không, và như vậy thì cái cơ hội cho người bệnh nó như thế nào. Tất nhiên là với sự phát triển của hóa chất và xạ trị thì cái việc cải thiện thời gian sống đối với ung thư đại trực tràng di căn phúc mạc đã có những bước tiến rất là lớn. Thế tuy vậy câu hỏi đặt ra đối với các phẫu thuật viên chúng tôi đó là đứng trước một người bệnh khi mổ ra hoặc là khi mà chúng tôi đánh giá bi lăng, chúng tôi đánh giá toàn thân, chúng tôi thấy được là người ta không có di căn như chỗ khác, người ta chỉ có những cái tổn thương nghi ngờ di căn phúc mạc, nghi ngờ di căn phúc mạc. Vậy thì khi đó chúng tôi có quyết liệt phẫu thuật cắt đại trực tràng kèm nạo vết hạch nữa hay không? Thì câu trả lời đến từ những năm 2017 cho đến nay đó là tác giả người Hà Lan đã đề xuất một cái phương pháp, đó là cytoreductive surgery CRS, hay phẫu thuật là giống như phẫu thuật ở trong vú, phẫu thuật công phá u, phẫu thuật cắt u rộng rãi tối đa kèm theo với intraperitoneal chemotherapy, tức là hóa chất phúc mạc, trong hóa chất trong hóa chất màng bụng, và nó làm giúp cải thiện đáng kể về thời gian sống cũng như là cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống của người bệnh mà mắc ung thư đại tràng giai đoạn tiến triển di căn ra, đặc biệt là di căn phúc mạc. Vậy thì cái khái niệm cytoreductive surgery này là gì? Vâng, đây là cái phẫu thuật cắt bỏ tất cả các cái tổn thương lắng đọng hay còn được định nghĩa đó là tumor deposit của u ở trong phúc mạc mà có thể nhìn thấy được trong lần chúng ta phẫu thuật đầu tiên. Và phúc mạc có liên quan đến cái tổn thương này đều được bóc tách
và lấy bỏ toàn bộ, và có thể kèm theo phải cắt bỏ các cái tạng mà khu vực đó, khu vực mà phúc mạc có cái tổn thương nhân lắng đọng đó. Đó được gọi định nghĩa là phẫu thuật CRS, cytoreductive surgery. Vậy thì nó dựa trên cái chỉ số nào để giúp cho chúng ta có thể chỉ định cái phẫu thuật đó? Dựa thêm một cái khái niệm gọi là PCI. PCI tức là gì ạ? Peritoneal Cancer Index, tức là chỉ số di căn phúc mạc. Nó có cái điểm thang điểm từ 0 cho đến 29. Theo rất nhiều các cái nghiên cứu, một số các nghiên cứu trước đây thì không có nhiều nghiên cứu, như hiện nay người ta đang tập trung nghiên cứu vào cái giai đoạn này, và người ta thấy được rằng cái chỉ định tương đối tốt dành cho người bệnh với cái chỉ số PCI dưới 20, SPCI tức gọi là surgery PCI đó, tức là phẫu thuật viên khi mở bụng ra đánh giá thang điểm PCI dưới 20 điểm thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng phương pháp cytoreductive surgery kết hợp với cả HIPEC. HIPEC tức là gì ạ? HIPEC, tôi xin quay trở lại. HIPEC tức là hóa chất ở trong màng bụng hyperthermic, bằng cách sử dụng nhiệt, hóa chất sử dụng nhiệt để điều trị hóa chất màng bụng, kết hợp với cả CRS thì giúp, người ta đánh giá là giúp cải thiện cái thời gian sống thêm, sau năm thời gian sống thêm 2 năm và 5 năm là rất đáng kể ở cái nhóm người bệnh có cái điểm PCI từ 16 cho đến 20, và nó có hiệu quả đối với người bệnh có thang điểm PCI từ 5 cho đến 15 điểm về cải thiện thời gian sống thêm sau 5 năm. Một cái điểm cần phải lưu ý ở đây đó là SPCI và PCI, tức là surgery PCI, đánh giá của phẫu thuật viên về thang điểm PCI trong mổ và so với thang điểm thực tế, đánh giá thực tế của các nhà giải phẫu bệnh sau mổ thì nó có sự khác biệt tương đối rõ, vì đa phần các phẫu thuật viên có xu hướng đánh giá di căn phúc mạc là hơi quá so với thực tế được kiểm định bởi các nhà giải phẫu bệnh. Thế bởi vậy cái điểm PCI dưới 20 này hiện nay đang có xu hướng là người ta sẽ tăng dần lên, không còn là cái ngưỡng cắt off là 20 nữa, và có thể là tiếp cận thời gian tới đây cái điểm PCI dựa để chúng ta có thể chỉ định phẫu thuật cắt CRS và làm HIPEC có thể sẽ tăng lên. Vâng, đây là thang điểm PCI Peritoneal Cancer Index với 13 vùng chúng ta chia ra trên hình ảnh tôi có chia sẻ với các quý đồng nghiệp và các bạn, với cái kích thước của tổn thương từ dưới 0,5, từ 0,5 cho đến từ trên 0,5 và có đa tổn thương. Và chúng ta đánh giá, chúng ta ghi nhận vào trong cái tờ cái cách thức mổ, và sau đó chúng ta đánh giá được thang điểm, tổng điểm của PCI. Với tổng điểm PCI mà dưới 20, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận phương án điều trị triệt để, như tôi vừa nói, tức là phẫu thuật cắt CRS và kết hợp với điều trị hóa chất màng bụng sau mổ, trong mổ. Một cái ứng dụng nữa hiện nay cũng hay được áp dụng, đó là sử dụng ứng dụng anthocyanin green, tức là chất chỉ thị màu trong phẫu thuật nội soi. Trước đây thì chúng ta chưa có cái khái niệm về ICG. Hiện nay thì việc ứng dụng ICG trong khoảng tầm độ 10 năm trở lại đây đang tương đối là phổ biến. Và cái vai trò của ứng dụng ICG này là gì? Tôi xin dẫn lời một cái nghiên cứu ra trung tâm trong vòng khoảng 7 năm với các cái trung tâm ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Mỹ, ở Hà Lan. Đó là việc sử dụng ICG trong phẫu thuật ung thư đại trực tràng giúp là làm tăng về cái khả năng phát hiện được các cái tổn thương ung thư, tức là với những cái tổn thương nhỏ chúng ta khó đánh giá, mà nhất là những tổn thương mà sau khi chúng ta cắt polyp, có thể cái chân polyp đó nó vẫn còn tế bào ung thư mà chúng ta không thể xác định được khi chúng ta mổ nội soi, cũng như là khi chúng ta soi lại có thể là cái tổn thương đó nó đã lành sẹo rồi, chúng ta có thể dùng ICG. Cái thứ hai là giúp làm giảm cái tỷ lệ dò miệng nối. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đánh giá được tưới máu của cái mỏm đại tràng hoặc cái mỏm trực tràng còn lại,
giúp cho cái việc thực hiện miệng nối được an toàn, được có cái tỷ lệ dò bục là kém, là giảm đi một cách tối thiểu, một cách đáng kể. Cái tiếp nữa là giúp làm tăng cái việc là nhận định được những cái sentinel lymph node, tức là các cái hạch hạch cửa trong ung thư đại trực tràng. Và một cái điều cũng đang được các phẫu thuật viên, các cái tác giả người Nhật Bản đang ứng dụng, đó là đánh giá lại cái bản đồ hạch trong ung thư đại trực tràng. Hiện nay đang xây dựng lại cái bản đồ hạch trong ung thư đại trực tràng. Chúng ta biết được rằng trước đây chúng ta phẫu thuật ung thư đại trực tràng, chúng ta thường được áp dụng theo những cái nguyên tắc, trong đó đặc biệt về nạo vét hạch, chúng ta sẽ có là cắt toàn bộ mạc treo của đại tràng hay cắt toàn bộ mạc treo của trực tràng. Nhưng hiện nay thì các tác giả người Nhật Bản đang hướng đến một cái việc vẽ, xây dựng lại cái bản đồ hạch giống như bản đồ của ung thư dạ dày, để từ đó người ta đi đến cái việc là nạo vét hạch dựa trên cái bản đồ đó. Tất nhiên đây là cái phương pháp hiện tại mới chỉ đang ở trong cái ngưỡng là đang mới ứng dụng thôi, mới áp dụng thôi, chứ chưa có cái kết luận chính thức cuối cùng. Và đặc biệt nữa đó là có thể phát hiện được niệu quản, thay vì việc chúng ta có những cái trường hợp mà tổn thương khối u xâm lấn, tổn thương khối u xâm lấn lan rộng ra ngoài, chúng ta khó xác định được cái niệu quản, thì thay vì việc chúng ta đánh giá dựa vào kinh nghiệm thì chúng ta có thể sử dụng ICG. Vâng, đây chúng tôi xin chia sẻ một số cái hình ảnh ứng dụng của ICG trong điều trị phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Chúng ta thấy được là cái tổn thương của đại tràng và tổn thương của cái hạch đều thể hiện ở trên màn hình của nội soi. Tổn thương của chúng ta có thể phát hiện được niệu quản trên cái đường đi của nó trong dọc quá trình mà chúng ta phẫu thích cái đoạn đại tràng. Vâng, trên đây là cái bài trình bày của tôi về những cái tiến bộ trong điều trị ung thư đại trực tràng, đặc biệt là đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển và di căn xa. Xin phép xin được tiếp tục và nhường lời cho Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thắng để chuyển sang một cái bài mới về những cái tiến bộ trong điều trị phẫu thuật hóa chất và xạ trị trong điều trị ung thư đại trực tràng. Xin mời thầy.